sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị có đài IBC TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show. Và chương trình này đến quý vị hàng tuần vào mỗi chủ nhật lúc 3:30, sáng thứ ba lúc 9:30 và chiều thứ năm lúc 3 giờ. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu đến quý vị những chương trình của các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những chương trình hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Đến với studio của đài IBC TV ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh có sự hiện diện của ông Bùi Minh Cương. Ông cũng là một người trong ban điều hành của một cái chương trình mà chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán giả ngày hôm nay về lễ hội Hoa Đăng Liễu Sài Gòn kỷ niệm 35 năm thành lập, sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 6, ngày thứ 7, từ 4 giờ cho đến 7:30. Trước hết thì Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào anh Bùi Minh Cương và mời anh gửi lời chào đến khán giả của đài IBC TV. Thưa anh. Dạ, thưa cảm ơn anh Cao Minh Hưng cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình IBC. Rất hân hạnh ngày hôm nay được anh mời lên để nói về cái chuyện buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Lý Tự Sài Gòn. Anh, thời gian nó trôi qua nhanh quá anh ơi. Vâng, 10 năm trước chúng mình có đứng ra tổ chức cái việc này. Lúc đó là bên Tình Nghệ Sĩ là cái nỗ lực chính về phụ trách các buổi cái buổi văn nghệ ngày hôm đó rất là đặc sắc. Thì năm nay chúng tôi lại hân hạnh được đón nhận được cái sự góp ý cũng như là tham gia vào chương trình một cách rất là phấn khởi. Thành ra xin nhân dịp này chúng xin cảm ơn anh Hưng và các anh em nghệ sĩ của Tình Nghệ Sĩ. Tôi không thấy ở trong cộng đồng này có một cái sinh hoạt văn nghệ nào bền vững mà tốt đẹp như là Tình Nghệ Sĩ, phải thẳng thắn mà nói như vậy. Thưa anh Hưng, cảm ơn anh. Đó cũng phải cảm ơn, phải nói cũng cảm ơn anh cũng như là quý vị trong ban tổ chức, phải nói là rất hân hạnh mà để các anh chị em có cái dịp tham dự những chương trình có hoạt động cộng đồng, đặc biệt là cái chương trình kỷ niệm 35 năm. Nhắc đến con số 35 năm kỷ niệm Lưu Sài Gòn thì chắc chắn là chúng ta cảm ơn anh cũng được nhận được một số hình ảnh mà trong xuyên suốt chương trình thì chúng tôi cũng sẽ chiếu những hình ảnh lên để anh có thể giới thiệu nhìn lại một cái quãng đường đi qua 35 năm. Thì có những cái kỷ niệm gì mà mình nhắc đến Lưu Sài Gòn mà anh nghĩ đến ngay cái việc thành lập hay là một cái kỷ niệm gì về Lưu Sài Gòn không thưa? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi đó chúng tôi xin nhắc lại là năm tháng 6 năm 1988. Thì lúc đó anh luật sư Trần Thế Văn là cái người phối hợp cho cái với cộng đồng Việt Nam và ông thống đốc George Đức Mason hồi đó đó là để mà thành lập cũng như là thành lập một cái khu vực Lý Tự Sài Gòn dành riêng cho cộng đồng Việt Nam tại Nam California này. Thì lúc đó đó anh Văn là cái người mà có công mà cũng như là móc nối giữa chính quyền và cộng đồng chúng ta, thành chúng ta mới có cái ngày Lý Tự Sài Gòn, cái khu vực Lý Tự Sài Gòn. Rồi 20 năm qua, bây giờ là tới 35 năm, tức là cũng một nửa đời người rồi. Thì cái cộng đồng, cái khu vực Lý Tự Sài Gòn này nó tiếp tục phát triển, ngày mà phát triển. Thì năm nay chúng tôi rất là hân hạnh đứng ra tổ chức lại một lần nữa, những người cũ, khuôn mặt cũ và cái thời gian mới. Thì chúng tôi rất là hy vọng rằng là nó lần này, cái lần này tổ chức nó sẽ đông đảo hơn. Thưa anh Hưng, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình, chúng tôi đã gửi ra khoảng chừng độ 300-400 cái lá thư mời tất cả những cái vị dân cử từ cấp bậc thống đốc trở xuống cho tới tất cả những cái vị nghị viên thành phố, dân biểu liên bang, tiểu bang cũng như các vị nhân sĩ trong cộng đồng này để đến tham dự, để chứng kiến một cái sự thành công của cộng đồng chúng ta đã 35 năm cũng như là chúng ta đã sinh sống ở đây gần nửa thế kỷ rồi. Thành ra cái công việc mỗi ngày của chúng ta phải ngày một phát triển và chúng ta phải gìn giữ cái nền cái văn hóa mà tôn suy cái sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam mình trong cái xã hội Mỹ này, thưa anh. Wow, anh nhắc tới những chữ gọi là phát triển và thành công thì nhìn lại một chặng đường 35 năm, những người mới đến hay là những người đến sau này nhìn lại Lưu Sài Gòn chúng ta thì thấy giống như là bao nhiêu cái cơ sở thương mại sự thành công của Việt Nam, người Việt chúng ta, mà không nhìn lại phải nói nhìn bao nhiêu là những cái gian khó, những bước đầu. Thưa anh cũng là một trong những người đầu tiên ở cái khu này ở Lưu Sài Gòn.
thì nhìn lại một cái chặng đường phải đi qua và phải nói sự đóng góp của rất là nhiều những vị dân cử mà anh có nhắc đến đến tên như là một trong những người đó, anh Trần Thế Văn. Thì ngày hôm nay thì rất là vui, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lễ mà chúng tôi anh Minh Cương đặt là lễ hội Hoa Đăng Lưu Sài Gòn kỷ niệm 35 năm. Kính thưa quý vị, một lần nữa sẽ được tổ chức đúng vào ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, tức là ngày thứ Bảy, đúng 4 giờ tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, một cái địa điểm tôi nói là chắc là ai cũng sẽ biết khi mà nói đến Lưu Sài Gòn, một trong cái nơi rất là lâu, không thưa anh? Dạ vâng. Dạ. Vâng, nhân tiện đây là chúng tôi cũng xin nói là cái buổi lễ hôm đó là chúng tôi đã sửa soạn cách đây 2-3 tuần rồi, đã nói chuyện với anh Hưng, tình nghệ sĩ cũng 2-3 tuần rồi. Và đồng thời trong cái chương trình trình diễn về văn nghệ đó, thì anh em tình nghệ sĩ là chủ yếu. Tuy nhiên chúng tôi cũng mời một số những cái hội đoàn khác, thí dụ như là hội quan họ Bắc Ninh, hoặc là cái hội biểu trình diễn các y phục quốc tế. Và đồng thời chúng tôi cũng đang làm việc chung với những cái hội đoàn văn hóa khác như là Đại Hàn, Philippines, Cambodia, Philippines. Thì những cái đó là đang diễn tiến, thì chúng tôi hy vọng là năm nay nó sẽ phong phú hơn 25 năm mà chúng ta đã tổ chức, thưa anh. Chắc chắn anh nhắc đến những cái sắc dân thì cộng đồng chúng ta phát triển, và phải nói song song với đó thì cũng có những người cộng đồng bạn cũng phải nói là hỗ trợ một bàn tay support để mà chúng ta có được cái Lưu Sài Gòn ngày hôm nay. Thì cái thưa quý vị, một nửa chương trình sẽ tổ chức bên phía bên trong Phước Lộc Thọ là phía bên ngoài, thưa anh? Dạ thưa anh, ở phía bên trong Phước Lộc Thọ thưa anh. Thì nhân tiện đây nói là có một số các anh em nói là chúng ta nên dọn ra một cái chỗ khác hoặc là rộng lớn hơn, hoặc là ngoài cái parking của Phước Lộc Thọ đó. Thì rất là nhiều anh em nói với tôi và nói với ban tổ chức á, trong đó có rất là nhiều người, trong đó có luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu Trần Thái Văn, có anh Tạ Đức Thừa dân biểu Chí Tạ, anh ra ủy giám đốc ủy viên học khu Grand Rô là anh Nguyễn Cúc Lân, rồi có anh thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí cũng anh, cũng như là phó thị trưởng Nam Quang, rồi rất nhiều người khác, nhiều đoàn thể khác, thì tụ tập lại với nhau để đứng ra tổ chức, mục tiêu tức là mình gìn giữ văn hóa, mình kỷ niệm cái ngày thành lập của Lít Sài Gòn. Và câu trả lời chính là tại sao ở một cái khu vực nhỏ như vậy mà chúng ta lại tổ chức được. Lý do là sao? Là cái nơi đó là cái nơi birthday của cái Lít Sài Gòn. Thành vì cái lý do lịch sử đó, không anh em nào chịu tổ chức ở chỗ khác. Nó rộng rãi hơn, nó thoáng mát hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình về nơi chôn nhau cắt rốn của Lý Đức Sài Gòn còn gì quý cho bằng, thưa anh. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải chọn lại ở Lý Đức Sài Gòn. Một cái địa điểm mà có thể nói là ngay từ đầu thành lập Lý Đức Sài Gòn thì chúng ta thấy một cái nơi mà rất là nhiều những quý vị đồng hương xa đến. Nhắc một chút xíu về những sinh hoạt, phải kính thưa quý vị, phải nói anh Bùi Mạnh Cường thì anh ít nói về cá nhân của anh, tuy nhiên thì chúng tôi cũng có dịp sinh hoạt với anh, cũng cảm ơn anh phải nói âm thầm đứng đằng sau hội trường nhưng mà đã tiếp tay vận động để chúng ta có những cái vị dân cử, anh Trần Thế Vân rồi gần đây là dân biểu Chí Tạ, để chúng ta có những cái gương mặt như vậy đại diện cái cộng đồng chúng ta từ những cấp thành phố cho đến bây giờ là tiểu bang, phải thưa anh. Thì hy vọng trong tương lai thì chúng ta sẽ tiếp tục có những người như anh để hỗ trợ. Nhưng mà bây giờ trước mắt là chẳng ngày là kỷ niệm thành lập 35 năm. Thì nhìn lại như vậy thì chắc chắn cái ngày hôm đó ngoài những cái mục văn nghệ rồi, chắc chắn là những vị dân cử sẽ nhắc đến kỷ niệm, còn cái gì đặc biệt cái ngày hôm đó, thưa anh? Vâng, thưa anh, thì cái đó gọi là một cái ngày sinh nhật đó, thì nó cũng theo diễn tiến cái đó. Nhưng mà chúng tôi đang tìm một người nào đó có thể làm một cái bánh birthday cake cho Lý Đức Sài Gòn 35 năm, thì tôi có thể hình dung ra như thế này, mà tôi chưa kiếm được người. Một cái bánh thiệt lớn, ở trên cái bánh đó nó có cái chữ số 35, thì có một em bé khoảng 6-7 tuổi gì đó sẽ đứng ra mời tất cả quan khách ở trong cái hội trường hôm đó có thể đứng được ở trên sân khấu để thổi cái đèn đó. Và chúng ta sẽ
hát bài Happy Birthday Little Sài Gòn. Đó là cái mà cái đó một cái tiết mục mới hơn. Và ngoài ra nữa thì nó cũng có một vài cái chương trình đặc biệt nữa thì chúng tôi xin giữ lại đến giờ cuối cùng. Giữ lại giờ cuối cùng để nói cho quý vị, để quý vị không có không có thích thú nữa. Tuy nhiên ở đây đó thì chúng tôi xin nói rằng là tôi muốn nhắc lại là ở trong khu vực trong cái Phúc Lộc Thọ đó, nó có chứa khoảng chừng độ được khoảng 600-700 người. Ok. Mà nếu quý vị muốn tham dự mà muốn có chỗ ngồi, xin vui lòng tới sớm. 4 giờ chiều là chúng tôi bắt đầu rồi. 4 rưỡi là chương trình khai mạc đúng giờ. Tại vì hôm đó đó chúng tôi hy vọng là có thống đốc tiểu bang California xuống, và thống đốc hoặc là ông chủ tịch quốc hội của California này, cũng như những vị dân biểu ở trong khu vực của Little Sài Gòn á, thí dụ như bà Michelle Steele, ông Lou Currie hoặc là một số những người khác nữa sẽ tham dự. Thì lúc đó đó là chúng ta phải làm đúng giờ, thành ra nếu trường hợp quý vị không đến sớm á thì quý vị phải đứng. Hoặc là quý vị không có chỗ thì chúng tôi xin thành lỗi cảm ơn trước nha. Mình làm đúng giờ, đối với người Mỹ, người Việt mình cũng vậy. Bây giờ mình phải tập đó là mình làm đúng giờ để mà cho cái chương trình nó được mỹ mãn. Nhưng mà họ nói tới tôi nói nhiều quá rồi. Tôi chưa nghe thấy anh nói về cái vụ chương trình đặc biệt của anh như thế nào. Anh thể tiết lộ chút xíu được không? Đến đây thì chắc là em sẽ để đến phần 2 của chương trình để tiết lộ thêm về mình chương trình văn nghệ. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình phần 1 nơi đây để gửi quý vị một vài thông tin thương mại để bảo trợ cho đài IBC TV, và sẽ trở lại với phần 2 một cái chương trình rất đặc biệt kỷ niệm 35 năm thành lập Little Sài Gòn.